Manchester United chiêu mộ Mbappe từ PSG. MU đổi chủ, quyết mua cả Neymar và Mbappe về Old Trafford. Ông Hoàng chuyển nhượng tiết lộ thông tin bất ngờ về tương lai của Ronaldo. Man United chốt chiêu mộ siêu sao Mbappe từ PSG. Màu đỏ quan tâm đến việc chiêu mộ Kylian Mbappe nếu như siêu sao của Paris Saint-Germain không gia hạn hợp đồng đến năm 2024. Bất chấp nhiều đồn đoán liên quan đến Real Madrid, Mbappe đã ký hợp đồng mới với PSG trong năm nay. Tuyển thủ nước Pháp đã thi đấu thăng hoa cho nhà vô địch Pháp sau mùa này, đặc biệt là sự ăn ý với hai siêu sao khác trong đội hình đội chủ sân công viên các hàng tử là Lionel Messi và Neymar. Bây giờ, theo Marca, Mbappe có thể rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2024. Mặc dù là PSG ban đầu thông báo rằng hợp đồng mới sẽ giữ chân sút người Pháp ở lại câu lạc bộ đến năm 2025. Báo cáo cũng cho biết rằng Man đỏ sẽ sẵn sàng ký hợp đồng với Mbappe nếu như cầu thủ 23 tuổi này quyết định rời Paris Saint-Germain. Dù là thương vụ này sẽ khiến cho quỷ đỏ tiêu tốn nhiều công sức lẫn tiền của. Tuy nhiên nếu như có cơ hội, đội bóng 20 lần vô địch nước Anh sẽ không bỏ lỡ bởi họ đang cần một trung phong thay thế Cristiano Ronaldo. Và Mbappe là lựa chọn lý tưởng nhất. Việc được chứng kiến Mbappe tung hoành tại Premier League là điều khiến cho rất nhiều người hâm mộ phấn khích. Khi mà Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Mbappe và Erling Haaland được cho là hai cầu thủ có thể nối tiếp sự vĩ đại của các đàn anh. Theo đó, nếu như Mbappe khoác áo lên mình chiếc áo quỷ đỏ, những trận derby Manchester sẽ hấp dẫn bội phần. Man United đổi chủ, quyết mua cả Neymar và Mbappe về Old Trafford. Các fan của MU chắc chắn sẽ hào hứng với viễn cảnh câu lạc bộ được lãnh đạo bởi tỷ phú số 1 Anh Quốc cung cấp dưới được xử đẹp các ngôi sao số như là Neymar và Mbappe. Những năm gần đây, các fan của MU ngày càng thể hiện nhiều hơn sự phản đối với giới chủ Glazer. Họ cho rằng những lãnh đạo người Mỹ là nguyên nhân chính khiến cho đội chủ sân Old Trafford sa sút thảm hại trong một thập kỷ vừa qua. Thậm chí là đã có rất nhiều cuộc biểu tình chống lại nhà Glazer vì chính sách thương mại hóa câu lạc bộ nhiều hơn là tập trung cho bóng đá. Trong bối cảnh đó thì một nhà tài phiệt người Anh đã đứng ra tuyên bố quyết tâm giành lại quyền sở hữu của Man United từ tay người Mỹ, đó chính là Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh hiện tại với tổng số tài sản ước tính là 15 tỷ bảng. Ông là người sinh ra và lớn lên tại Greater Manchester, vốn là người hâm mộ của MU từ nhỏ. Ông Ratcliffe từ nhiều lần đánh tiếng hỏi mua lại câu lạc bộ này nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, vị tỷ phú này chưa bao giờ từ bỏ ý định sở hữu MU. Người phát ngôn của Jim Ratcliffe cho biết, nếu như Man đỏ được giao bán, chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia mua lại. Chúng tôi quan tâm đến việc sở hữu câu lạc bộ lâu dài và thậm chí khi mà ekip của ông Ratcliffe còn thì đã có sẵn kế hoạch phát triển câu lạc bộ trong trường hợp giành được quyền sở hữu tương lai. Cụ thể, theo Le Preston, tỷ phú người Anh mong muốn bổ nhiệm một tên tuổi thuộc đẳng cấp thế giới làm giám đốc thể thao của Man United. Người được nhắm tới đó là Luis Campos, người đang nắm giữ vị trí tương tự tại PSG. Ông chỉ mới nhận chức tại PSG từ đầu mùa này nhưng đã giúp cho câu lạc bộ đem về hàng loạt tân binh chất lượng như là Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez. Thực tế thì Campos đã được mệnh danh là phù thủy chuyển nhượng tại châu Âu từ lâu. Ông chính là người đã phát hiện ra những tài năng lớn như là Mbappe, Fabinho, Bernardo Silva và Anthony Martial cho Monaco trong quá khứ. Không chỉ có mặt nhìn người, Campos còn là một nhà quản lý đại tài. Kể từ khi ngồi vào ghế nóng tại PSG, Luis Campos còn cùng với huấn luyện viên trưởng Gattier thiết quân luật để tạo nên một tập thể gắn kết và giàu tính cạnh tranh. Chính ông cũng là người xử lý gọn gàng vụ xung đột hồi đầu mùa giữa Neymar và Mbappe chỉ sau một cuộc họp. Rõ ràng là tâm huyết của tỷ phú Jim Ratcliffe cùng với tài thao lược của Luis Campos sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để lãnh đạo một câu lạc bộ lớn. Khi đó thì huấn luyện viên trưởng Ten Hag sẽ chỉ việc tập trung vào bóng đá bởi mọi hoạt động chuyển nhượng của câu lạc bộ đã có Campos lo liệu. Trên thực tế, việc có được Luis Campos dường như là ước mơ của mọi đội bóng chứ không riêng gì MU. Vị lãnh đạo người bồ cũng đã lọt vào tầm ngắm của Chelsea, câu lạc bộ đang quyết định vị trí của giám đốc thể thao. The Blue với sự hậu thuẫn của chủ tịch Todd Boehly được cho là sẵn sàng trả lương 8 triệu euro một mùa cùng với ngân sách 300 triệu cho Campos mùa sắm. Dẫu vậy, viễn cảnh cho cả Man đỏ lẫn Chelsea sở hữu Luis Campos vẫn còn khả năng là mông lung bởi ông chỉ mới được PSG bổ nhiệm hè vừa qua. Câu lạc bộ cũng đang đặc biệt tin tưởng vào Campos nên khả năng vị này chuyển đi trong thời gian tới gần như là không thể. Ông Hoàng chuyển nhượng tiết lộ thông tin bất ngờ về tương lai của Ronaldo. Mới đây, tờ Code Upside đã trích dẫn lời của ông Hoàng chuyển nhượng Fabrizio Romano về tương lai của Cristiano Ronaldo. Sau một thời gian im ắng thì những ngày gần đây thông tin Chelsea đàm phán với Man đỏ và Roger Mendes về trường hợp của Ronaldo lại xuất hiện trở lại.
nhà tài phiệt Mỹ Todd Bradley được cho là đặc biệt quan tâm tới việc sở hữu Ronaldo nếu như mức lương mà ông ấy sẵn sàng sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng chỉ vì nhà cầm quân người Đức từ chối chiêu mộ CR7. Tuy nhiên mới đây, tờ Code Upside đã trích dẫn lời của ông Hoàng chuyển nhượng Fabrizio Romano về vấn đề này. Không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Ronaldo và Chelsea trong thời gian vừa qua. The Blue đã quá bận rộn trong câu chuyện bổ nhiệm Graham Potter cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Vì vậy mà đây không phải là thời điểm để mà họ phải suy nghĩ xem có nên tham gia vào thương vụ thế kỷ với Ronaldo hay không. Tất nhiên là cũng không ngoại trừ khả năng Chelsea sẽ mang tiền đạo người Bồ Đào Nha về vào một thời điểm nào đó khi mà đội hình của họ đã dần tìm được sự ổn định. Chuyên gia Fabrizio Romano cũng tiết lộ, thời gian qua thì Ajax ngăn không cho Man Đỏ ký hợp đồng với Brian Robley ở phiên chợ mùa hè. Trước đó, Quỷ Đỏ cũng thành công Lisandro Martinez và Antony. Được biết là tiền đạo người Hà Lan là một trong những mục tiêu mà huấn luyện viên trưởng Ten Hag rất muốn tái hợp tại Old Trafford và rất có thể vị chiến lược gia này sẽ có được điều mà mình mong muốn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. De Jong đạt thỏa thuận gia nhập Man United. Đội chủ sân Old Trafford hứa hẹn tiếp tục việc mua sắm mạnh tay để hoàn thiện đội hình trong tháng riêng. Quỷ Đỏ đầu tư hơn 200 triệu bảng để đưa 6 tân binh về Old Trafford trong mùa hè. Quyết định này dường như được đền đáp khi mà đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League và hiện chỉ còn kém đội dẫn đầu là Arsenal 3 điểm. Man United ký hợp đồng với Lisandro Martinez trước khi mùa giải mới bắt đầu và chỉ hoàn tất các thỏa thuận cho Casemiro và Antony cho đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Đội hình của Man Đỏ chưa hoàn thiện, việc để thua Real Sociedad tại Europa League là một minh chứng. Theo ESPN, Quỷ Đỏ sớm có kế hoạch cho tân binh tiếp theo. Đội ngũ tuyển trạch của Man Đỏ vẫn đang theo dõi tiền vệ Frankie de Jong của Barcelona. Quỷ Đỏ đã dành phần lớn mùa hè để cố gắng ký hợp đồng với tuyển thủ Hà Lan nhưng không thành công. Man United đồng ý mức phí chuyển nhượng với Barcelona. Dù vậy thì mong muốn của de Jong là ở lại Camp Nou và chơi bóng tại Champions League. Sự quan tâm của câu lạc bộ nước Anh đối với de Jong duy trì mạnh mẽ cho đến tháng 8 trước khi mà họ bắt đầu xem xét các mục tiêu khác tại hàng tiền vệ. Kỳ chuyển nhượng tháng riêng vẫn còn lâu mới mở cửa, nhưng Man United quyết tâm trong việc đảm bảo chữ ký của De Jong. Theo Express, Ten Hag và giám đốc Jurgen Klopp đều đồng ý rằng De Jong sẽ là chữ ký lớn kế tiếp. Họ sẽ tìm kiếm một thỏa thuận với cầu thủ này vào năm mới. Mức giá dành cho De Jong không phải là vấn đề. Về phía Barcelona, họ cũng đang tìm cách bán đứt De Jong. Thời điểm hiện tại thì tiền vệ người Hà Lan cũng chỉ đóng vai trò dự bị tại Camp Nou. Man United cũng tin rằng De Jong mới đích thực là người phù hợp với triết lý của Ten Hag. Scott McTominay thì đang chơi hay, nhưng De Jong là bản nâng cấp đáng kể, trong khi Casemiro hay Christian Eriksen là mẫu cầu thủ khác biệt. Ten Hag đánh giá De Jong độc nhất vô nhị tại vị trí của mình. Cựu ngôi sao Ajax có khả năng tắc bóng, kéo bóng, chuyền bóng khéo léo và thậm chí là ghi bàn, những điều mà anh thường xuyên thể hiện trong suốt sự nghiệp. Vì vậy, việc Man Đỏ chiêu mộ De Jong vào năm mới là điều chắc chắn xảy ra. Chính vì thế, Man Đỏ đã bắt đầu chuẩn bị bom tấn tiếp theo vào mùa đông, con số chắc chắn không thấp hơn 85 triệu euro.